Đây là thể loại classical jazz. Tôi rất hào hứng bởi bài hát là Sing Sing Sing, một ca khúc jazz hoàn toàn cổ điển. Chưa bao giờ mình được tiếp xúc với cái thể loại này. À, khi mà cả hai đứa tập cảm thấy rất là khó khăn để bắt được cái dáng và cái cảm giác. Mình và Linh đã kết hợp với nhau cũng được 3 tuần, đã có chút xíu hiểu ý trong nhảy đôi á, thì những động tác đó cũng dễ dàng hơn. Trong điệu jazz có những bước di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển và cả những bước di chuyển ngắn, vũ công phải thể hiện tốt được cả hai điều đó và diễn xuất thật vui tươi. Danny. Xin một tràng pháo tay nữa thưa quý vị cho Phi Hải và Gia Linh. And thank you, Hani Abbasa, my friend.